Ngày hôm nay mình cho nó ăn cơm với heo gừng xào nha mọi người. Ngon á. Cái món này là hơi bị đỉnh luôn nha mọi người. Quá ngon luôn. Còn lá gì quái bông? Còn bơm bị gì nữa trời. Rồi ói nữa. Rồi. Ăn cái gì mà ói hoài gì không biết. Bơm 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 bơm. Cái con nè. Vô chồng. Bơm 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 bơm. Bước vô. Thử coi, mày ăn cơm với thịt heo xào đó, ngon không? Thấy nhà nhìn biết bao mà bông đồ quá trời ơi. Gì bông? Từ 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 từ. Nè 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 nè, cái con này, cái con này.